Chúng xin chào quý các anh chị nhé, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bãi Khao Mèng. Ngày hôm qua thì chỉ máy nhờ mấy anh em chuyển cũng được một nửa xe cát rồi. Xe của anh Táo ở đây. Anh Táo sáng nay đến xây thôi. Chào chào chú Sô nhá. Cô với lại chú đi đâu đây? Đi bón phân cho ngô à? Đêm qua trời mưa, con đường đi lại trơn nhờ chú Sô nhờ. Buổi sáng nay đường rất là trơn nên chị máy thì chị không chuyển vật liệu rồi. Chiều qua thì chị chuyển được một nửa xe cát lên cho anh em thợ. Để sáng nay thì anh em thợ bắt đầu bước vào xây cái đá rồi. Chẳng biết được sáng nay thì anh Báo với lại anh Pai Hầu với lại ai nữa lên đây xây. Ngày hôm qua thì anh Báo gọi cho em Pao. Anh Pai Hầu thì làm việc thì cũng chẳng biết được như thế nào. Đấy. Lúc làm lúc không. Toàn bộ vật liệu vận chuyển lên trên này thì toàn chuyển bằng xe rua với lại gùi bằng sức người thôi. Em chào anh Pao nhá. Xin chào em Pao. Thế sáng nay là em Pao lên cùng với lại anh Pao luôn à? Đi cùng một xe luôn à? Thế anh Pao Hầu đâu anh Pao? Đúng rồi. Hôm qua đào cái móng này mỏi tay rồi. Đấy, xin nghỉ một ngày. Đấy, anh Pai Hầu này chúng vừa mới nói xong. Ngày làm ngày nghỉ thôi. Anh Pao để mấy cái trụ anh Pao? Để 3 cái á. Đá với lại cát thì bên nhà của chị máy vận chuyển lên trên này tập kết ở đây. Đấy, rất là tiện cho bên anh Pao với lại em Pao. Vật liệu sẵn tại chỗ luôn. Tối qua ở trên bản Lũng Buông mưa to anh Pao? Sáng nay mưa to đấy. Trời giờ lại âm u rồi. Lại sắp mưa tiếp rồi. Thời gian này mưa nhiều quá. Làm cái gì cũng khó. Nhất là bên vận chuyển vật liệu ấy. Sáng nay mưa thì lại nghỉ rồi. Thế hôm vừa rồi thì em bảo cho chị máy chuyển hết cả đá bé lên để cho chèn mạch vữa ấy. Đấy. Xây đá hộc này phải có cả đá bé đá to. Không thì vừa tốn vữa lại vừa không chắc được.
Tối qua là anh Báo với lại anh Pè Hầu mấy giờ về nhà? 6, 5 giờ, gần gần 6 giờ mới đi đi. Gần 6 giờ mới nghỉ à? Đấy, chính ra anh Pai Hầu ấy, như anh Báo ấy, dẫn đi kiếm tiền này, lâu lâu ấy, làm này khỏe người ra nhà anh Báo nhỉ. Đấy, chứ ở nhà toàn ngủ không ấy, làm gì đâu. Thế em Báo này dạo này làm gì rồi em Báo? Cấy xong hết rồi. Hả? Cấy xong rồi. À, nhà em cấy xong rồi à? Đá này nó không có mặt mấy nhờ anh Táo nhỉ. Chịu rồi. Đá này đục bằng máy chịu rồi. Trước có cái đợt mà đá được bằng cây ấy, đá đến mới là đẹp. Thế bây giờ là nhà của em Pao này với lại nhà của em Xá là đang dùng cái đường điện của nhà em Pao à? Vâng, đây là hai anh em. Cái hôm vừa rồi anh lên trên nhà của em với lại nhà của em Xá thì không thấy ai ở nhà. Đấy, thấy em Pao ở dưới Hà Nội gọi điện cho anh. Đấy, Pao nói rằng là sao cái tháng này tiền điện của nhà em nhiều vậy. Đấy, em Pao bây giờ đi làm Hà Nội thì thật sự ra cái đường điện đấy thì chỉ có nhà em với lại nhà của em Xá dùng thôi. Vâng, đấy. Cho nên là anh nói này, cái tiền điện đó là đứng tên là của em Pó rồi. Đấy, chắc chắn là bên điện là chỉ biết đến em Pó thôi. Còn về cái mà phần trả tiền điện là em với lại em Xá thì chia nhau ra mà trả nhá. Đừng để cho em Pó phải trả nhớ chưa. Mỗi người nộp một tháng. Đấy, mỗi người nộp một tháng hoặc là chia đều cái số tiền điện đó ra. Đấy, cùng nhau mà nộp. Vừa rồi thì hai anh em Xá với lại em Pao dùng chung đường điện với lại nhà của chú Hầu. Nhưng chẳng biết vì sao thì chú Hầu chú đấy lại không cho chung dụng cái đường điện nữa. Cũng rất là may mắn. Nhà của em Pó này thì vừa rồi được Tuyết ở bên Mỹ cô giúp kéo đường điện. Cũng như là hạ cái công tơ riêng cho em Pó rồi. Nên là em Xá với lại em Pao, anh trai của em Pó này giờ cũng dùng chung đường điện với lại em Pó. Em Pó thì giờ em đang đi làm ở dưới Hà Nội. Em Pó đi làm được cũng gần được 3 tháng rồi. Ở dưới kia đang mưa rồi, anh Báo ạ. Bây giờ phải xếp tải ra. Xếp cái tải vào trên đâu cái về. Không một tí dở hơi đấy. Mùa này mưa nhiều quá nhỉ. Sáng này trời đang nắng một lúc thì giờ đổ mưa rồi. Đêm qua thì mưa tầm mưa tá. Em Pao, dạ. Thế vừa rồi cái đường điện chung nhau với lại nhà của chú Hầu ấy, sao lại chú đấy không cho dùng chung nữa? Tối đấy Xá em không khỏi sáng, tối đấy Xá về đến nhà xong là Xá là tháo luôn dây điện rút về nhà. À, chắc lại cãi nhau hay là như nào rồi đúng không?
hôm sau sáng ấy với em mới kéo điện bên nhà Pó sang. Kéo ở bên nhà của em Pó này, em Pó thì xuống ra nội làm là đã gọi cho em Pó chưa đây? Gọi rồi, sáng gọi. Mấy anh em phải thống nhất nhau nhá. Vâng. Đến lúc mà em Pó về, em Pó ấy bảo không được cho hai anh em kéo điện ấy, khi đấy lại tránh cái nhỏ đánh nhau ra, nhớ chưa? Vâng. Em Pó đi làm được khá lâu ấy nhờ, được gần 3 tháng đấy nhờ. Vâng, đi lâu. Em Pó đi làm phụ vứa ở dưới Hà Nội. Lâu lắm ấy. Không thấy em Pó gọi, tối hôm vừa rồi mới thấy em Pó gọi nói về cái tiền điện. Sao nhà em tiêu thụ điện nhiều thế? Tiêu thụ điện nhiều thì chỉ có hai anh em này thôi. Em Pó không ở nhà thì nhà của em Pó thì bây giờ ai dùng điện nữa, đúng không? Hai anh em xem cái con đường vào trong nhà của em Pó thì rậm rạp quá thì phát cho em Pó với nhá. Đấy, với lại thi thoảng qua nhà em Pó dọn vệ sinh nhà cho em Pó chút. Mấy anh em phải thương giúp đỡ lẫn nhau. Vừa rồi là ở bên dưới nhà anh Báo kia bị sạt lở xây kè cũng nhiều nhỉ anh Báo nhỉ? Xe hết 6 xe 7 khối. Xe hết 6 xe 7 khối á? Thì cũng nhiều nhờ. Vừa rồi là cái nhà đấy là xây bằng cái móng gạch đúng không? Đấy, móng gạch nhưng trời mưa nhiều quá, móng gạch không tải được. Đấy, lại sạt xuống. Đợt trước thôi. Ừ. Đợt trước xây móng gạch. Cái đợt đầu tiên đấy. Đợt thứ hai này thì xây móng đá hộc thì không đi đâu được rồi, quá chắc chắn rồi. Đấy, trời ở dưới kia đang mưa này. Ngày hôm qua thì chúng lên đây, lúc chiều chúng lên đây thì trời đang rất là nắng, mà chúng về đến nửa đường thì trời mưa, mùa này là vậy. Đấy, cứ nắng một lúc thì trời lại mưa, rất là khó chịu luôn. Nhà của em Pao là trung bình là mỗi một vụ là trồng bao nhiêu cân ngô giống em Pao? Em trồng 3 cân rồi. Trồng 3 cân à? Ôi giời, 3 cân thế cũng nhiều chứ nhở? Lâu quá anh cũng không lên trên nhà em rồi. Vừa rồi lên thì em không ở nhà. Vừa rồi lên thì anh thấy là nhà của em thì nuôi bò với lại nuôi cả lợn rồi đúng không? Giờ nuôi mấy con bò em? Hai con bò à? Hai con bò với lại mấy con lợn? Ba con lợn à? Vợ ở nhà này thì chịu khó mà cho vợ chăn nuôi, mình thì đi làm cũng được. Đấy, chứ bây giờ hai vợ chồng thì toàn ở nhà không thì biết làm cái gì. Nuôi nữa có cái công việc nào đó thì còn có con lợn, con liếc thì đúng không? Rồi là lúc bí thì còn bán lợn thì mới có tiền. Nông thôn thì phải chịu khó thôi. Đấy, chỗ nào cũng vậy. Đấy, trời mưa rồi này. Tả lát, tả lá là cái gì đây? Xe tải nát à? Mưa bé thôi anh Báo ạ. Mưa bé thôi. Nếu mà mưa to thì che sau cũng được. Thank you.
hào tụt đó. Tí nữa là hai anh em ăn cơm trưa ở đây chứ anh Báo? Ăn gói cơm về mà. À, khác gói cơm về rồi à? Ăn cơm trưa nghỉ ngơi ở nhà chú Sô hoặc là nhà của chị Máy, chả biết được chị Máy có ở nhà không? Không ở nhà đâu. Chị Máy không ở nhà rồi à? Thế xá thời gian này làm gì rồi Pao? Xá thời gian này vẫn ở nhà làm đường. Bắt đến như chồng. Làm xong bên nhà xong, xong bên này làm ít nữa. Anh Táo ấy xây kè xong thì chị Máy tiếp tục đào tả ly ở phía bên trên này, sán xuống cái chỗ mà anh Táo đang xây này thì quá chắc chắn rồi. Xong mà tiếp tục vận chuyển vật liệu lên để chuẩn bị xây nhà. Anh Táo là đã từng đi nhận nhà ở đâu chưa anh Táo? Chưa. Chưa à? Anh Táo chỉ nhận xây móng kè đá mọi thứ này thôi à? Ừ, kè đá này. À. Còn nhà thì anh Táo chưa nhận lần nào? Không biết làm. Không biết làm. Nhà thì chỉ có bên em Lư nhà với lại anh Vàng thợ xây. Còn ở trên Bạch Công Miêng là anh Tòa trưởng thôn. Cái móng này là anh Táo ở cái chỗ nào mà đất yếu như nào anh Táo phải đào sâu xuống nha anh Táo nhá. Đào cho nó an toàn nhá, đảm bảo nhá. Đấy. Xây đi lên một chút nữa là để cái chuối vào là được rồi. Anh Báo này là đi xây móng đá rất là nhiều rồi. Đấy, ít nữa nếu mà có cái việc gì ở trên này, ví dụ như nứt hoặc sạt lở thứ là anh Báo là phải có bảo hành nhá anh Báo nhá. Nhất trí à. Bởi vì là chúng lên trên bản lũng buông với bản lũng cáng rất là nhiều. Đấy, chúng thấy là anh Táo này với lại mấy anh em cả em Pao xây móng kè đá rất là nhiều rồi. Đấy. Còn thì xây nhà rồi là mọi thứ thì anh Pao cũng chưa dám nhận xây nhà. Cái chỗ này là cái chỗ đường đi vào nhà của chị Máy này. Đấy. Vừa rồi là để trên này là không được, để trên này thì nếu mà đào cái móng này thì lại rất là vướng với lại đất mọi thứ này. Đấy, hai anh em chịu vận chuyển bê đá một chút thôi, ở chỗ nào cũng vậy thôi. Đấy, vận chuyển đến gần như này là được rồi. Đấy, chứ vận chuyển đến tận nơi thì rất là khó bởi vì cái địa hình ở trên này thì rất là dốc. Đấy, tất cả đá chỉ có là tập kết ở cái con đường đi vào nhà của chị Máy thôi. Một phần còn lan xuống đây này. Đấy, kẻ chắc chắn vào thì ít nữa là đất này nén ở phía bên trên kia. Đấy, để cái không gian rộng này để làm sân rồi là làm những cái công trình phụ ấy, giúp hai mẹ con chị Máy ống của nhà chú Sô này, chú Sô với lại cô phải đi lên nương mà. Đấy, đàn gà của chị Máy này. Đấy. Đây đàn này vừa mới nở này. Đàn gà con đẹp chưa? Còn ở phía bên này thì nhà của anh Ria. Nhà anh Ria thì gà thì nhà anh cũng nuôi ít thôi. Đấy, chủ yếu là nuôi lợn rất là nhiều. Sáng nay đi làm chẳng biết được chị Máy với lại
cháu chúa này, đã cho lợn ăn trưa này. Lợn nhà của anh Gia này, một phần thì thả như vậy thôi, còn một phần thì nhốt. Vừa rồi chuồng này có chục con, nhưng chuyển sang chuồng phía bên kia là một nửa rồi. Đàn lợn rất là đẹp này, đàn lợn nhà anh Gia này. Còn con đấy to bự luôn. Còn đây lợn nhà của chị Máy. Sáng đi làm thì chị Máy với cháu chú ấy, cho lợn ăn rồi đây. Nhưng lợn không ăn hết. Đóng rồi, không ở nhà rồi. Cái chỗ này vừa rồi cũng nuôi ong này, anh báo này. Tổ ong này lại đi à, không mở thôi. Nó chạy à? Chạy à. Đấy, cáp nhằm quà chị Máy với mọi người lên tập kết ở tại đây để cho bên anh em thợ trộn vừa ở đây luôn. Còn nước thì lấy ở bên nhà của chú Sô, bể nhà chú Sô ở phía bên kia thôi. Gần nhà chú Sô thì rất là tiện này, vừa để được xi măng này, rồi là gia đình nhà chú Sô thì giúp đỡ nhà của chị Máy này rất là nhiều, vận chuyển vật liệu này, mọi thứ. Nếu không mà vật liệu này nếu mà đổ ở phía nung ngô ở tít trên kia thì không được đảm bảo, vì là ở xa ấy, không trông được vật liệu là chẳng biết được như nào, sợ mọi người lại trộm mất. Ô, xin chào. Thế chú sáng nay không đi cùng với mẹ à? Không. Ở nhà trông mít nhùa này à? Ừ. À, thế mẹ đi nương từ sáng sớm hả chú? Vâng. Ừ. Mẹ nay đi nương à? Hay là đi lấy cỏ cho cháu? Đi lấy cho bò. Cỏ. Đi lấy cỏ á? Vâng. À. Ê, mít nhùa à? Ê, kia có đứa nữa. Đúng rồi. Này, nó tha. Đấy. Thấy bác Trung lên đây là thấy bác là chạy về ngay nhà. Nó tha này, cầm kẹo này cho em bé này. Chẳng biết được còn cái kẹo nó không. Đứa này chắc vừa mới ngủ á, nấy vẫn còn thấy khóc mà. Đấy, cầm cho nó luôn. Ừ. Xong rồi bóc cho nó đi. Sau này thì cái con đường lên trên nhà của chị Máy thì theo cái con đường này, ít nữa thì sửa cái con đường này xuống thấp nữa sẽ có thể lên được. Đây thì nền nhà của chị Máy này. Đấy. Thời gian nữa thì chị Máy tiếp tục nhờ anh em đến để đào cái chỗ tà ly này xuống để đủ cái diện tích làm nhà, vì là hiện tại cái nền nhà thì vẫn đang rất là hẹp, chưa có thể làm được nhà, vì là làm nhà xong thì còn phải là
làm những cái công trình phụ ấy, mọi thứ nữa. Ngày hôm qua thì chị máy vận chuyển cát lên phía bên dưới kia để cho anh Pao với em Pao cũng như là anh Pai Hầu xây kè móng đá và cái số vật liệu để tiếp tục chuyển lên đây. Như ngày hôm qua thì chúng nói với lại chị máy chuyển lên đây tập kết ở phía góc bên này. Cát bê tông này nữa thì một là dùng để xây móng đá, cái thứ hai nữa thì dùng để đổ bê tông. Hai phương án nhà của chị máy này. Cái chỗ này là anh báo nhờ, nếu mà mình xây lên được tầm khoảng mét chẳng hạn thì mình ở phía bên trên là xây cái gạch bi vào là được nhờ. Xây cái bi dày vào là thoải mái mà đúng không? Đấy, hôm nay mà có anh Pai Hầu đi theo nữa thì anh Táo có phải nhàn hơn không? Nha. Đấy, cho anh Pai Hầu đào móng, anh Táo thì xây, em Pao thì chuyên phụ vữa bê đá. Đất của chú Sô thì cũng từ cái chỗ mà anh Pao đào kia quay về rồi. Đấy, phía bên kia thì đất của người khác rồi. Đấy, của cái chủ nhà mà hai mẹ con, chị máy và cháu chúa đang ở nhờ này. Chúng cũng nghe qua rằng là hiện tại thì cái chủ nhà đó đang đi làm thuê ở dưới Hà Nội. Đấy, cuối năm này về thì sẽ lấy lại nhà và sẽ sửa lại cái ngôi nhà, tức là phá cái ngôi nhà này đi và xây một cái ngôi nhà xây hoặc là làm cái nhà nào khác. Chứ nhà này cũng hỏng hết rồi. Trong thời gian vừa rồi thì chúng rất là cảm ơn quý khán giả cũng như là cảm ơn cô Mai ở bên Mỹ và anh Hoàng Hiền ở bên Thái Nguyên giúp đỡ gia đình hai mẹ con chị máy cái công việc trước tiên chúng chở vật liệu lên cũng như là gọi anh Lo Báo đến để xây cái kè này cho hai mẹ con chị máy. Xây kè này xong thì tiếp tục đào cái nền ở phía bên trên này, mở rộng diện tích ra, đủ diện tích để làm nhà cho hai mẹ con. Cái số tiền thì chúng cũng đã chia sẻ trong những video trước rồi. Số tiền hiện tại chúng nhận được cho hai mẹ con chim máy, cái số tiền là 20.500.000, 20 triệu là cái số tiền của cô Mai ở bên Mỹ, còn 500.000 là của anh Hoàng Hiền ở bên Thái Nguyên. Thì đến cái thời điểm hiện tại thì chúng trích cái số tiền đó ra để mua vật liệu cũng như là gọi anh Báo này lên xây kè. Vì là anh Báo này giờ cũng đang bước vào đào móng cũng như là xây móng đá nên chưa biết được cái kinh phí như thế nào. Anh Báo thì anh ấy nhận là 1.6 triệu thôi, nhưng cái tiền vật liệu thì chúng không biết được là nên mua những cái gì thêm nữa, bởi vì cái đá hộc này thì cũng chưa biết được đủ hay là không. Cứ xây hết một cái xe đá hộc này xem là như thế nào, thiếu thì chúng tiếp tục trở lên, còn nếu mà xây lên cao rồi thiếu ít thì chúng có thể là trở cái gạch bi lên cho anh Pao cũng như là em Pao tiếp tục xây lên cho hai mẹ con chim máy. Bởi vì là chở cái đá hộc này lên bên chim máy này, vận chuyển đá hộc rất là vất vả. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, con đường vận chuyển lên trên bản Khâu Meng này thì đường giờ bị sạt và hỏng hết rồi. Chở cái đá hộc này rất là nặng nên đi qua những cái điểm sạt lở thì rất là nguy hiểm. Mua đá hộc này mua tại dưới thì người ta bán theo xe,
không bán theo khối nữa, cho nên rất là khó. Mà mỗi một xe 6 khối như này thì cả xe cả đá thì cũng rơi vào mười mấy 20 tấn rồi. Đi qua những cái đoạn đường yếu rồi là bùn đầy thì rất là nguy hiểm. Trong cái quá trình xây móng đá cũng là quá trình chuẩn bị xây nhà của chị Máy thì chúng cũng rất là mong được sự quan tâm để giúp đỡ của các cô bác, quý khán giả cũng như là các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài nước để giúp đỡ thêm kinh phí cùng với lại chung giúp hai mẹ con chị Máy. Đấy, trời mưa giờ lại sắp nắng ra, tí lại mưa tiếp, nắng mưa thất thường quá. Thôi anh báo với em báo làm mình nhé, em về đây. Về tiếp tục cho vật liệu lên trên bản đống buông cho bà con. Chúng phải lên đây xem là sáng nay thì anh em xây như thế nào, cũng như là chỉ máy và chuyển vật liệu ra sao. Giờ thì chúng cũng chuẩn bị đi về. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc các cô các bác, quý khán giả hẹn gặp lại các cô các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.